Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Trước đây mình có một cái video hướng dẫn cho tất cả anh em săn airdrop retro asset trên nền tảng của Zcash Era Manet. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em làm tiếp là quét layer 3 của nó để tối ưu hóa airdrop retro asset của mình nha tất cả anh em. Thì trước đây thì anh em nào đã có Brave thì anh em làm tiếp nữa. Anh em copy link layer 3 của mình nè. Link đầu tiên nữa tất cả. Rồi, anh em dán vào trình duyệt wiki browser của tất cả anh em nè. Anh em connect dưới mạng Zcash Era Manet của mình nha tất cả anh em. Và khi vào anh em connect, anh em bấm net, bấm continue và net nha tất cả anh em. Vì những nhiệm vụ này mình đã làm rồi nè, mình đã brave rồi nè. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm tiếp là web layer 3 tiếp theo nha tất cả anh em. Một nền tảng đã huy động vốn được hơn 458 triệu đô. Khá là hot luôn. Rồi, vào đây thì anh em bấm net nha tất cả anh em. Em bấm continue rồi anh em swap ETH qua USDT nè. Giờ mình đã swap rồi, tiếp tục mình sẽ bấm continue tiếp tục. Rồi, mình sẽ vào trang đó mình add là B nha tất cả anh em. Add thành khoản để làm nhiệm vụ. Bây giờ mình connect cho tất cả anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhiệm vụ này khá là đơn giản. Sorry tất cả anh em. Rồi, vô đây anh em bấm vào bull nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào deposit nè. Rồi anh em sẽ add bull nè, mình chống mắt nè. Nghĩa là mình sẽ add bull là 50-50 nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào deposit nè. Rồi anh em mở địa chỉ với MetaMask của anh em ra nè. Rồi anh em xác nhận nha tất cả anh em. Ok, sau đó tất cả anh em quay lại trở lại. Đây là Manet Deposit. Đây là B. Như vậy là mình đã bull xong đó tất cả anh em. Khi nào anh em muốn rút ra thì anh em nhắm vào một UDT và ETH nè. Anh em nhắm vào đây nè. Rồi anh em bấm vào withdraw nè. Rồi mình sẽ withdraw mắt nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào mục withdraw nè. Bấm vào limit là B, bấm vào withdraw nha tất cả anh em. Rồi sau đó anh em chạy là web 3 nè. Web layer 3 nè. Rồi bấm verify nha tất cả anh em. Ok, rồi tiếp tục làm tắt with số 4 nè. Rồi, không cái này thì câu hỏi thì anh em chọn đại đi nha tất cả anh em. Bull sẽ tắt thôi. Sai. Rồi, bấm continue nha tất cả anh em. Sai. Cái này gì chọn sai anh em chọn lại thôi. Continue. Rồi, dưới câu đầu. Continue. Rồi, bấm continue. Fund the Twitter. Rồi, tiếp tục anh em sell the tweet thôi. Đây nè, anh em copy cái hashtag này đi nè. Rồi, bấm vào fan Twitter. Không được rồi, để verify đi. No full. Rồi, mình copy cái dòng chữ này nè. Mình share trên Twitter mình coi. Nhấp vào fan Twitter. Rồi, mình sẽ tweet nè. Dán vào đây, bấm đăng test. Rồi, được rồi. Rồi bấm verify được không tất cả anh em? Không được luôn hả? Verify lại. Không có tweet nữa được. Share tweet này sao mà cái bước này không được ta? Rồi anh em copy hết cái dòng chữ này luôn tất cả anh em. Rồi này mình copy thiếu vậy, em mở tao quyết tệ lại nè. Tao quyết lại nè. Trên này được. Nên bắt hết vào đây nha tất cả anh em.
Rồi anh em đăng test nè. Rồi anh em quay trở lại, anh em bấm verify. Ok, không được ta. Lại cái. Ok, được anh em, vì hồi nãy nó chưa có cập nhật được cái anh em. Rồi anh em muốn continue nè. Rồi tiếp tục mình sẽ làm tiếp web 3 này nè. Con này nè. Rồi giờ đây anh em cũng nhấp vào đây nha anh em. Rồi anh em bấm continue nè. Swap ETH qua USDT. Mình đã swap rồi, mình verify thì được không ta? Chưa swap. Swap ETH qua USDC. USDC chứ. Anh em nhấp vào multi chamming on swap anh em. Anh em swap một chút ETH qua USDC nè. USDC. Đây thì ETH nè. Rồi. Anh em swap với khoảng 0.001 đi. Tất cả anh em swap anh ta nè. Rồi anh em mở địa chỉ. Ôi lỗi. Lỗi swap à. Swap lại kìa. 0.005 đi. 0.001. Swap lại nè. Nãy swap sao mà nó bị lỗi hoài ta. Ok, do mắc mạng nha các anh em. Các anh em xác nhận phí ra là 1 chấm mấy. Không nhầm nhòi vậy các anh em. Okay, sau khi swap xong anh em trở lại con web này nè. Anh em verify nha các anh em. Con layer 3 nè. Con web layer 3 anh em verify nè. Rồi bấm continue tab 4 nè. Chọn đại nó ra continue. Continue. Này set cái sheet continue. Continue. Rồi tiếp tục copy hashtag này sao tên tàu Twitter tiếp tục nè. Rồi tất cả anh em vào tàu Twitter nè. Anh em bắt vào đây. Anh em bấm đăng test nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bấm verify. Ok, về thì về gì nãy chưa cập nhật. Rồi anh em muốn continue tiếp tục. Dự án đã huy động continue. Rồi anh em vào đây trả lời đáp án quýt như thế này. Không sao hết. Không sao, ba cái đều sai hết ta. Rồi cái số 4 continue. Rồi open transaction. Anh em vào cho anh em bấm continue được cái tên. Rồi cảm thấy nhận được mấy. Tính tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi vậy là ok nha tất cả anh em. Vậy video của mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em làm nhiệm vụ trên web layer 3 đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video tiếp theo từ mình nhé.